Tiếp nối ba mẫu xe đã được ra mắt tại Việt Nam là Seal, Astoba và Dolphin. Hai mẫu xe được BYD giới thiệu lần này thuộc hai phân khúc sedan và MPV là BYD Han và BYD M6. Cả hai mẫu xe đều có thiết kế hiện đại, trẻ trung và năng động. Nếu như mẫu MPV đa dụng thuần điện 7 chỗ, M6 hướng đến nhóm khách hàng gia đình với kiểu dáng hài hòa kết hợp cùng nhiều công nghệ hiện đại và an toàn, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng trong cuộc sống hàng ngày, thì mẫu sedan Han được xem là dòng xe cao cấp định nghĩa lại tiêu chuẩn cho xe điện về công nghệ và chất lượng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang sử dụng xe điện trên toàn cầu. Đây là mẫu xe M6 mới ra mắt của BYD tại thị trường Việt Nam. BYD M6 là mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi, có không gian rộng rãi. Mẫu xe này rất phù hợp cho nhu cầu sử dụng của gia đình, có thể linh hoạt điều chỉnh hàng ghế phía sau, gồm cả hàng ghế thứ 2 và thứ 3. Đồng thời, như chúng ta có thể nhìn thấy đây, xe BYD M6 được trang bị tính năng V2LOT, có thể cung cấp nguồn điện cho các đồ điện gia dụng, rất phù hợp cho việc đi dã ngoại, du lịch. Xe điện rất thân thiện với môi trường, lại rất tiết kiệm năng lượng. Mỗi một gia đình khi sử dụng xe điện sẽ tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn, đồng thời giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Xe BYD Han ra mắt cùng lúc mang thiết kế sang trọng, phù hợp cho nhóm khách hàng doanh nhân. BYD Han sở hữu nội thất sang trọng, mẫu mã đẹp mắt, nhiều tính năng nổi bật, khả năng tăng tốc ngang ngửa như các mẫu siêu xe, đồng thời vẫn có thể đáp ứng nhu cầu đi lại của doanh nhân. BYD Han là mẫu xe đa dụng, vừa có thể sử dụng cho doanh nghiệp, cũng vừa có nhiều điều thú vị để người mê xe khám phá. BYD M6 sử dụng động cơ điện với bộ pin Plaid, dung lượng 55,4 kWh, công suất 161 mã lực, mô men xoắn cực đại 310 Nm. Phạm vi di chuyển tối đa sau một lần sạc đầy là 420 km, theo tiêu chuẩn NEDC. Trong khi đó, BYD Han được phân phối tại thị trường Việt Nam, trang bị động cơ điện là bộ pin 85,44 kWh, hệ dẫn động 4 bánh electric AWD, tổng công suất sản sinh lên đến 509 mã lực, mô men xoắn cực đại 700 Nm, giúp BYD Han tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,9 giây. Phạm vi di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy là 521 km theo tiêu chuẩn WLTP. Cả hai mẫu xe đều được trang bị hàng loạt những tính năng an toàn tiên tiến, giúp người lái an tâm trên mọi hành trình. BYD lái Việt Nam, chúng ta sau khi BYD ra mắt 3 tháng, chúng tôi liên tục giới thiệu 5 mẫu xe, thể hiện rõ quyết tâm đầu tư của BYD đối với thị trường Việt Nam. BYD mang đến nhiều mẫu xe khác nhau, đáp ứng nhu cầu khác nhau của từng phân khúc. Đồng thời, BYD ô tô Việt Nam tin rằng năng lượng mới là xu hướng của tương lai vì xe điện đã đóng góp rất lớn cho cuộc sống, bảo vệ môi trường cho mỗi quốc gia và thành phố. Tính đến hiện tại, BYD đã có 20 đại lý trên toàn quốc. Sắp tới, BYD sẽ mở rộng thêm nhiều kênh phân phối và mỗi một đại lý đều bắt buộc có trạm sạc nhanh để khách hàng sạc xe. Song song đó, BYD sẽ tiếp tục đàm phán với các đối tác đầu tư trạm sạc bên thứ ba, thúc đẩy hoàn thiện hệ thống trạm sạc cùng với hệ thống nhà phân phối để phủ sóng trạm sạc trên toàn quốc nhằm phục vụ tốt nhất cho tất cả khách hàng. BYD cam kết sẽ tiếp tục đầu tư tại thị trường Việt Nam, đưa thêm nhiều sản phẩm khác nhau để tăng thêm lựa chọn cho khách hàng. BYD hướng đến mục tiêu sử dụng phương tiện di chuyển xanh để bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với sự góp mặt của M6 và Han, dải sản phẩm của thương hiệu BYD tại thị trường Việt Nam tiếp tục được mở rộng, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các dòng xe thân thiện với môi trường. Thank you.